Quán Yên Vui hoạt động từ tháng 7 năm 2019, nằm trong dự án suất ăn giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây phục vụ 2.000 đồng một suất cơm mặn, 1.000 đồng một suất cơm chay, với đầy đủ cơm trắng, rau xào, món mặn, canh và trái cây tráng miệng. Đều đặn vào buổi trưa các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhiều người đến từ sớm để được mua suất cơm giá rẻ. Nhờ đó tiết kiệm được một phần nào chi phí, trang trải cuộc sống. Cô mới ra cái bọn nó bà chỉ xin ca mua cam chưa à, mua cam nào cái mở bán rẻ lắm, hơn ngon một phần. Chú tới đây ăn là 2 năm rồi, đây thì thân thiện mà làm ăn sạch sẽ, đàng hoàng, cơm thịt bữa cái đậu món miết à, ngày nào cũng đậu món hết. Vào 6 giờ sáng mỗi ngày, các sinh viên, tình nguyện viên của Yên Vui đã có mặt và tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng. Họ luôn giữ thái độ nhiệt tình, niềm nở với tất cả các vị khách đến đây, với mong muốn giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là niềm vui và là lý do khiến những nhân viên, tình nguyện viên gắn bó dài lâu với quán. Trong khi mà xin tham gia phục vụ thì cô thấy công việc là quá là ý nghĩa đi, vì phục vụ quá sức là nhiều người nghèo và nhiều người bệnh tật đau khổ rồi neo đơn nữa, cho nên cô thấy cái công việc này quá sức ý nghĩa. Cô, cái tâm nguyện của cô là mong muốn là càng ngày là càng thêm nhiều người biết đến quán nữa. Mức giá 2.000 đồng chỉ mang tính tượng trưng để thực khách không cảm thấy ái ngại khi vào ăn, còn phần lớn chi phí thực phẩm, mặt bằng đều được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ. Tất cả tấm lòng thơm thảo bằng tiền hoặc hiện vật gửi tặng quán đều là những món quà quý giá giúp quán tiếp tục duy trì hoạt động cho đến hôm nay.